Rồi ok các bác, thì không những em chỉ là trung gian cái việc mà mua bán điện thoại trong nhóm hoặc là các bác giữ tiền hộ cho các bác, nhưng ở đây nay em còn trung gian cho các bác là thay thế linh kiện cho các bác nữa. Thì cái gói hàng này này gửi từ Yên Bái về nhưng mà mất những 5-6 ngày mới về được đến đây. Thì khi mà em nhận được đấy thì nó bung bét như thế này này. Đấy, các bác thấy không? Bung bét như thế này này. Đấy. Tem ở này thì vẫn còn này. Tem ở đằng này này, đây. Từ Yên Bái về đến đây đây, đấy, vẫn còn tem đây nhưng mà tem chỉ dán một đầu thôi, tem chỉ dán một đầu này thôi, còn đầu này thì lại bung bét như thế này, thì không biết là cái hàng nó còn hay không nữa, đấy, cho nên là phải quay lại các bạn, đấy, phải quay lại không thì rất là khó nói, đấy, cho nên là các bác chú ý nhé, khi mà nhận những cái hàng mà kiểu kiểu như này, ship COD như này hoặc là đồng kiểm như này thì các bác phải quay lại. Đây. Thì cái gói hàng đây trong này hết rồi. Có vẻ là cũng không sao. Đây. Thì cái này em thấy là nó vẫn không sao này. Rồi tập phòi ra như này. Bác ấy đóng gói hơi hơi kém tí. Đây này. Ok, hy vọng là nó còn ok các bạn, chứ mất công hai bên lắm, với hàng chờ quá lâu. Chắc chắn phết đi chứ. Rất là chắc chắn cũng được. Đây, may quá vẫn hình như vẫn còn ổn. Ui trời ơi. Đây, thì nguyên vẹn là nó sẽ như thế này. Đây là một con V50. Bạn ấy không biểu sao thì khoét cái lỗ này chắc là cái ốp này không phải của con V50 này. Còn đây là một cái ốp chắc của con V30 gì đấy. Rất là cũ rồi, cái này đã vứt đi được rồi. Rồi, cái này thì cũng coi như vứt đi còn gì nữa. Đấy. Thì còn một con V50. Cái con V50 này ấy, bác ấy bảo là máy của bác ấy lên Android 12 nhưng mà cái sim ấy, nhận sim nó chập chờn ấy. Đấy thì bác ấy bán kiểu là bán xác còn còn màn cho bác kia thôi. Này. Thế đây các bác có thể thấy là có thể chờ một tí để em đã có điện thoại phát nha. Em có điện thoại phát. Rồi ok các bác thì quay lại cái hiện tại của em thì đây em thấy là nó đã lên nguồn bình thường, màn hình bình thường. Thì trước tiên sẽ kiểm tra xem là cái màn hình nó có bị sao không nhé các bác. Tại vì cũng quan trọng là người ta nhờ mình thay cái main sang thôi, người ta sẽ mua mua là mua cái màn hình mà. Thế thì xem bản này là bản gì, em nghĩ là bản Hàn thôi. Đây thì là bản Hàn đấy. Thực sự ấy, tại sao em biết cái trường hợp này? Tại vì chính em cũng đang có một con V50 mà không phải là up ROM 12 đâu mà nó bị không nhận SIM đâu. Nói chung là nó có nhận SIM nhưng mà nó chỉ có nhận 2G thôi, không nhận 3G, không nhận 4G. Đấy, cho nên nó khá là ngoằng. Thì con này thì là bản Hàn, kiểm tra xem nào. 5, 4, 6, 6, 3, 6, 8, tháng sao, 5, 0, 0. Đó, ok các bác. Thì, quên, không cần test cái này, test cái màn hình thôi. Test cái màn hình đây. Đấy thì em sẽ test cái màn hình cho bác này xem. Không phải, cứ tưởng nó bị điểm chết các bạn. Em phải lau đi đã cho chắc ăn các bạn. Đâu rồi cái giấy lau đây. Clip nó có thể là sẽ khá là dài nhưng các bác chú ý xem thì xem thôi. Đấy thì ở những cái màn hình như này thì em thấy nó không sao cả. Ok. Này, màn hình trắng này nó không sao cả. Thì hiện tại như em đang nhìn đây ấy, thì nó cái màn hình này hoàn toàn bình thường. Không có vấn đề gì cả. Rồi. Thì em sẽ phải tiến hành là kho con này ra. Coi như đến đây test màn hình là ok rồi.
Thì em sẽ khò con này ra và sau khi khò xong em sẽ thử thay cái main vào xem nó có nhận SIM bình thường hay không nhé. Thực ra cái min này thì cũng không biết là nó có nhận không, nhưng mà bác ấy bảo thế rồi, cũng không cần phải test nữa. Rồi ok các bác, chờ em khò này ra nhé. Trong quá trình khò thì nó sẽ hơi lâu tí cho nên các bác thông cảm nhé. Em sẽ tạm dừng cái video đây. Rồi ok các bác, thì em khò cũng khá là nóng rồi. Giờ sẽ thử tách ra, tại vì quá trình tách ra này cũng cần phải quay lại, nó mất công là mình có không may làm lỗi gì thì còn có cái mà nói. Cái này cũng khá là chắc các bạn, không thể không thể nhét vào được luôn. Ai chà, căng đấy, căng thẳng rồi. Thì hiện tại là nó cái nắp lưng này khá là khít các bạn. Lâu lắm rồi mới gặp được cái nắp lưng mà nó khít như này. Hy vọng là cái máy này nó còn zin, rất là khít luôn, không nhét vào được luôn. Khó cái nơi mà hở nhất đấy. À rồi, ok, khá là khít luôn các bạn. Khá là khít, khít thì cũng chết. Ở chỗ này này, nếu các bạn nào tháo con V50 ấy, thì chỗ này là có chỗ cái đèn 5G này, nó có một cái miếng, nó gọi là cái miếng như kiểu miếng tản sáng ấy, miếng màu trắng sữa. Thì các bác không nên đùa sâu vào chỗ đấy nhé, có thể nó bị rách mình ra. Nhưng mà thực sự là mình lấy rách ra chẳng sao cả, nó không vấn đề gì đâu. Nhưng mà nó kia nó gắn lại thì nó hơi khó thôi. Ok. Chỗ này là pin này, chỗ này có pin, nó dán một cái miếng đó là củ chuối vào đây, hoặc là cái chỗ đấy cũng là cái cáp ấy, cái cáp dẫn lên bên ấy. Chỗ này có khi em thấy vào cái miếng tản sáng rồi, nhưng mà không sao. Ok đấy, thì đây các bác sẽ nhìn thấy được là cái main này nó ra như thế này. Nhìn thấy bên nó cũng khá là sạch sẽ đấy, cái chỗ miếng tản sáng em nói đây này đấy, nó đấy. Thì đây các bác có thể thấy là em tắt cái khỏi đã, đây các bác có thể thấy nó là cái keo nó như thế này. Thì thực sự là đến thời điểm này, nếu như các bác nào mà bảo là nhìn keo này mà các bác có thể phân biệt được zin hay không thì khó lắm, tại vì bây giờ người ta mà dán cái nắp lưng này là người ta dùng cái miếng gioăng rất là xịn. Cái miếng này thì em cũng đoán là xịn rồi, nhưng mà tại vì cũng chưa biết nó xịn thực sự nó là như thế nào, nhưng mà em đoán là xịn, nói chung là cũng là có thể là ngon rồi. Thì đây là cái nội thất bên trong, chỗ này thì phải làm chi tiết lại thôi. Quay gần lại chút nhé. Đó, ốc trắng nhá, ốc ngon nhé, ốc trắng sẽ phải tháo ốc nữa, ốc rất ngon. Có vẻ con này nó còn còn zin đấy các bác. Clip nó sẽ rất là dài nhé, các bác nào mà thích xem thì xem thôi, tại vì em làm nhiều khi phải quay lại để em làm bằng chứng là mình không phá hoại. Nhiều bác bảo là cái thằng này có phải là thợ đâu mà biết tháo máy các thứ, nói chung là hạn chế được rủi ro các bạn, đau đầu lắm. Không không có clip thì giải thích đau đầu lắm, toàn các thánh suy diễn kinh lắm. Nó bị mất led à, không sao, tháo một chút là xong rồi. Như cái hai ba cái cam này em nhìn thấy nó rất là mới, có nghĩa là nó chưa bị lọt bụi vào ấy. Ok hết chưa nhỉ? Ok các bác hình như hết rồi.
Thì trước tiên sẽ lật cái miếng này ra, chỗ nào cũng được thôi các bác. Này nhận lật hơi khó nhỉ. Đây. Đấy. Ok, thì đây là cái miếng sạc không dây. Đấy, chỗ này là cái đèn, là chỗ này này là cái đèn led nhá. Ra đây thì phải, ừ đúng rồi. Ok các bác. Ở đây. Thì đây cho các bác xem này. À, em chưa động chạm vào cái mên đâu nhá, nhưng mà đây các bác có thể thấy này. Cái mên đã có vân tay. À, chỗ này này. Em còn chưa động chạm vào luôn. Bên đã có vân tay này, các bác có nhìn rõ không? Đấy. Đấy, đấy, đấy. Mên có vân tay nhá. Có nghĩa là cái mên này thì đã phải tháo ra rồi, đã được tháo ra rồi. Không có nhà máy nào mà người ta làm còn vân tay đâu, ít lắm. Cái trường hợp đấy hi hữu lắm. Có chữ V ở đây nữa này. Đây này, chỗ này cũng cũng có này. Đấy, rồi ok các bác, thì có nghĩa là em thấy có vân tay nhá các bác. Không là đảm bảo là mình zin. Zin thì có thể là vẫn zin thôi, nhưng mà có nghĩa là đã tháo ra rồi. Rồi em cho cái camera ra xa tí. Ok. Ok các bác, tháo cái lắp lưng ra. Rồi bây giờ sẽ là cái tháo cái pin ra trước. Đấy, xong rồi tháo cắp màn hình. Cái xong rồi các bác phải tháo được cái khay sim ra. Ok. Khay sim này đây. Khay sim này thì em thấy là có số seri nhá. Đấy. Bản Hàn thì thường thường là có số seri. Bỏ đây. Sau đó các bác sẽ tháo cái hai cái jack anten này ra. Lấy tay cậy này, nhẹ hay ra thôi. Không cậy được thì các bác dùng hai ngón đó. Ok. Thì tiếp theo là các bác cậy cái camera ra. Cậy camera là được rồi. Xong các bác lại từ phía này ra này. Bỏ cái camera phải vào chỗ nào cho nó khỏi bị vướng. Không cậy được chỗ đấy thì cậy chỗ này. Đấy, cậy chỗ này ra. Thì dưới này này. Dưới này sẽ có một cái cáp nữa này. Đấy thì các bác dùng một cái gì đấy các bác đè nó, dùng chính cái sim này đè cũng được. Đấy, ok. Đấy, thì đây là cái mên mà bác ấy bảo là cái mên này bị không nhận sim. Đấy, thì bên dưới này thì ngon này. Bên dưới này thì em chưa nhìn thấy cái dấu vân tay ấy. Bên dưới này thì thế còn khá mới, chưa thấy dấu vân tay. Còn mấy đồng tản nhiệt nhé, còn luôn. Rồi, ok. Thì cái bên đấy để đây. Thì tiếp theo em sẽ thay cái mên mà bác kia gửi về, cái mên mà các bác ấy bảo là ngon nhá. Đấy. Thì cái bên này cũng còn cái miếng tản nhiệt này. Ok, sẽ thay lại thôi, thay vào và test xem thế nào. Cái này bỏ ra cũng được. Thế ok là được thôi. Còn việc đóng lắp lại thì tính sau. Ok các bác. Mẹ hồi xưa tháo cái máy này ra, tháo cái máy G8 á, cái thằng kia nó bảo mình không biết tháo, điên thật chứ. Ừ, thế mới điên. Ok các bác, đây là cái jack màn hình, cắm nó vào. Ok, cắm vào, ok rồi. Gắn lại cái cổng, hai cái jack anten. Ok. Ok. Gắn rồi nha các bác. Gắn lại cái cam trước. Cái cam trước này thì hơi bẩn này. Đây các bác có thể thấy. Cái cam trước này có thể bị lọt bụi vào. Cứ gắn vào xem đã có dùng, có hoạt động bình thường không thôi. Chứ còn cái việc mà vệ sinh hoặc là làm gì nó sau đấy thì mình sẽ làm sau. Ơ, qué nhỉ. Chơi mình à? Chơi mình à? Đừng có chơi mình thế chứ. Ủa, cái cam trước này đằng sau cũng được mà. Thế thôi mà. Ok.
Rồi, gắn cái cụm mà sạc vào. À đây là cái cụm nằm ngoài dây lỗ. Cụm sạc đã gắn đâu? Rồi các bạn. Đây này, cái này là con. Nếu như bác là mua cái cụm loa ngoài của con V50 ấy, thì các bác phải chú ý còn cái cáp này nhé. Cái cáp này là cáp nối giữa ba cái chấu sạc với cái lắp lưng nhé. Không có cái này thì sẽ không kết nối được màn hình phụ đâu. Ok mẹ. Gắn vào đây. Ok. Tiếp theo là sẽ gắn cái pin vào. Ok luôn. Tiếp theo là sẽ gửi gắn cái này vào. Gắn cái này nào vào cái gắn cái này vào mới có sóng nhé các bác, không gắn này vào là không có sóng đâu. Ok, xoáy tạm mấy con ốc vào. Được cái là con V50 này nó là ốc dài hết nhé, chứ các bác không cần phải phân biệt ốc nào là ốc ngắn hay dài hết. Ốc V50 dài hết. Như con G8 thì khác nhé. Con G8 thì cái ốc chỗ không nhầm chỗ này thì là ốc dài, còn những cái khác ấy thì nó lại là ốc ngắn đấy. Cho nên các ông nào mà thay con G8 ấy nhiều khi là vặn nhầm ốc là cũng có thể hỏng màn đấy. Cho nên công nào mà màn cái G8 phải hết sức cẩn thận. Ok các bác. Cứ vặn tạm mấy con ốc vào đi. Thì nó mới có sóng, không thì mình đang test sóng mà. Không thì lại không có sóng thì lại nhục. Ok mẹ. Pin này em thấy còn rất là ngon. Cục pin bây giờ là bác gửi mấy ngày mà vẫn còn tám mấy phần trăm, chứng tỏ là có thể nó còn ngon, không không vấn đề gì cái cục pin ấy. Ok các bác thì cần gắn mấy cái trên này thôi, cái cụm sạc kia thì em sẽ gắn sau. Giờ sẽ khởi động nó lên xem thế nào. À rung rồi. Lên. Ok, tranh thủ lúc này thì em sẽ tháo cái khay sim của em ra, sử dụng cái sim của em test luôn. Đây cái sim sẽ nhắn đây. À, đấy cái pin còn khá tốt này, cái pin còn 87%, lúc nãy 88 giờ 87, khá tốt. Ok, màn lên rồi nhé, thay màn lên bình thường. Giờ chỉ là test cái sim thôi. Ôi chà, ấy à, ấy à, ấy à, căng rồi, căng rồi. Thôi xong, lại phải mất công đi reset con này. Bác ấy không cho em mật khẩu, quên, bác chắc quên thôi, được rồi, không sao cả. Em sẽ khôi phục cả đợt gốc cho nó. Nhấn và giữ nút giảm âm lượng vào nút nguồn. À, nên nút phát là bả thả nút nguồn ra và nhấn lại luôn. Đấy, ok. Không sao cả, cho với bác cái nắp bét luôn đi. Ok, trong lúc chờ ở đây thì đợi nó lên nhé, xem xét lại cái main kia. Thì cái main này em thấy là cái camera còn mới ấy, thì nó có thể thay cái camera này sang. Camera này ngon hơn này, nó không bị bụi. Cái camera kia em thấy nó bị bụi, bị vân tay ấy, vân tay và khó vệ sinh lắm các bạn, vệ sinh nó không không ngon. Có thể làm bỏ cái vân tay này, bỏ cái camera này sang này. Đấy, cho ba cái ngon. Đấy. Ô, đâu rồi? Cho tắt luôn rồi. Ô. Gì đấy? Sao tắt luôn rồi? Đùa nhau à? À vẫn đang lên. Cứ đùa nhau. Sợ quá các bạn, thấy mấy cái này nguy hiểm lắm. Đây, đèn vẫn còn nha. Đèn 5G còn này. Ừ. Sáng lấp lánh này. Bản S SKT màn đẹp các bạn, màn ổn ngon. À quên, màn này còn chưa, lúc nãy còn chưa, quên chưa test cảm ứng ấy. Đấy, coi như các bác tí nữa phải test lại cảm ứng, không để lại mất công. Không, lúc nãy thao tác mấy cái chỗ thế kia thì vẫn bình thường, thì em nghĩ cảm ứng vẫn ok thôi. Đấy, nên nhiều khi sai sót một bước nào đấy là mệt luôn các bạn, hoặc là nhầm quên. Ôi lâu thế. Thì cái bước này ấy, cái bước khôi phục cái đầu cấp này bao giờ nó cũng khá là lâu, nên các bác phải thông cảm thôi.
Con B50 đang dán một cái miếng cường lực các bạn. Chắc là màn dưới nó cũng ngon thôi. Ây chà, lâu phết. Rồi, ok, lâu thế nhảy lên đi. Lên đi nào, lên đi nào, lên đi nào. Lên đi nào. Máy cũng còn khá là mới. Ở đây là những tranh thủ thì xem cái ngoại hình. Đây cạnh trái thì thấy gần như chưa xước. Có một cái cạnh dưới này thì cái cổng sạc này xước thôi. Cổng là sạc này xước tí thôi. Không xong sao cả. Cạnh phải này thì cũng ngon, cũng chưa xước mấy, có một tí đốm đốm ở góc này. Đấy. Cạnh trên này cũng thế, cũng cũng còn ngon lắm, khá ngon. Nói chung là cái khung này còn ngon. Mỗi cái cổng sạc này thì hơi nát tí thôi. Thôi cái này phải chấp nhận rồi, chắc băng này đút nó hơi bừa bãi. Rồi, trời ơi lâu thế nhỉ. Đây thì đây là cái phần loa thoại. Rờ thấy nó bằng lắm, ok. Ngồi đợi khá là lâu. Đang ngồi mà vừa đợi vừa soi xem cái này nó có vấn đề gì không. Đấy thì cái miếng này khá là sạch các bạn. Cái phần keo dính này này em tháo ra chưa cần vệ sinh, nó đã khá là sạch rồi, tí không cần vệ sinh nhiều rồi. À lên rồi, ok, tiếng Việt đi. Ôi không nhận sim à, đùa nhau à, không nhận sim kìa. À nhận rồi, không nhận. Nhận nhận sim rồi. Cái gì đấy, người ta có cần kết nối đâu. Đùa nhau. Cần gì kết nối ấy đâu. Sao cái này nó lại bắt kết nối này nhỉ? Thấy nguy hiểm rồi đấy. Có thể bắt tài khoản Google ấy thì vỡ mồm. Mọi khi cần gì kết nối cái gì đâu. Nhận sim rồi nha các bác, nhận rồi. Em thấy đây là nhận này. Nào, nào. Trời ơi, mấy ông yêu gì làm cái phần mềm quá là chán đời luôn. Chạy mòn mỏi luôn. Chạy mãi có được đâu. Trời ơi, nhanh lên. Trời ơi, trời ơi. Quay thì giờ sáng mai quá. Nó phải qua được bước này thì mới vào trong để mà nghe gọi được. Thế bắt đầu rồi. Ê, tốn quá nhiều thời gian. Rồi, ok. Không sao chép. Ui trời ơi, tôi chịu không đấy. Ôi. Áo rồi. Áo đấy, cái này nó với căng thẳng này. Hiển thị pin. Không biết là mã pin là gì. 1 2 3 4. Ok. Không đúng. 1 2. Đấy, cái chỗ này nó với quan trọng 2 3 4. Ôi rồi, thôi, chết rồi. Bây giờ sẽ là gọi cho cái ông kia để mà hiển thị mã pin thôi chứ cần. Này thì hỏng 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 rồi. Căng thẳng rồi. Mã pin là gì? Thôi được rồi, em à mà sim nó để trong này cơ. Sim để trong này. Phải tạo ra nào. Đau đầu lắm các bạn. Đấy, cho nên là nhiều khi là lòng hoàng lắm, bỏ cái này ra, sẽ lắp vào máy kia để thử sim, để gọi trong kia xem thế nào. Trời ơi là rồi. Thôi nhá, ok các bác, em sẽ tạm dừng cái chỗ xác định mã pin này ở đây, tại vì thấy là cái xác nhận cái màn hình ok rồi, bây giờ chỉ là test cái sim nữa thôi. Còn bây giờ là phải vào được trong để mới được test sim, thì em tạm thời em dừng đã để em gọi cho ông kia xem là
là sim chiếc nó có vấn đề gì không, cái này có vấn đề gì không. Rồi, ok các bác chờ tí nhé. Rồi tới các bạn thì vừa rồi mới liên lạc được với cái bác có cái mail này này, thì bác mới cho mật khẩu thì mới vào được. Thì có nghĩa là nếu như anh em nào mà bị cái hiện tượng mật khẩu như vừa rồi ấy, thì có nghĩa là khi mà anh em thiết lập cái tài khoản Google ấy, là anh em là có cái việc mà thiết lập cái mã pin của nó cho nó ấy, cái mã pin ở trong đấy. Cho nên là khi nào mà anh em đổi máy hoặc là khôi phục được gốc ấy, thì nó sẽ yêu cầu là phải có cái mã pin đấy. Thì cho nên anh em nào mà chú ý nhé, khi nào mà bán máy cái thứ ấy, hoặc là làm gì đấy thì là phải xóa cái đấy đi nhé, để nó ảnh hưởng đến việc mà người khác đấy, thì sẽ xem là cái sim này nó có ok không. Quan trọng là cái nó có nhận LTE không. À ngon đây, nó nhận LTE rồi nha các bác. Đây ok, sẽ gọi điện phát đấy, xem nó thế nào. Rồi ok các bác nhé. Đấy thì là nó nhận bình thường, cái có nghĩa là cái main này bị ok nhé. Rồi thì thực ra là cái việc mà em chỉ cần test đến đây là ok rồi, không cần phải 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 tắt thêm gì nữa. Tại vì có một bác ấy, là bác ấy có cái máy này bị hỏng main, coi như hỏng main đi, main không nhận sim. Bác ấy bán coi như bán màn thôi, còn cái bác mua ấy thì là bác ấy có cái main đấy, bác có cái main mà ngon thì bác ấy mua cái màn đấy và bác thay main vào xong. Thì đây đưa hai bác đều ship ship đồ cho em và em thay vào thì nó ok rồi đây. Đấy, nói chung là bây giờ là chỉ còn khâu đóng gói lại, đóng cái lắp lưng lại và đưa cho cái bác mua cái thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thử test lại cái cảm ứng nhé, 6368 tháng sau năm không không, tại vì lúc nãy em chưa test cái cảm ứng này các bạn, cho nên phải test lại cho nó chắc ăn. Đó, chờ tí. Rồi đó, ok các bác, rồi ngon rồi các bạn, cảm ứng như thế đã ổn rồi. Ok, thôi cũng chả còn cái gì test nữa các bạn. Như thế là có nghĩa là cái main còn ngon và cái màn hình cũng còn ngon đấy, cho nên là đóng gói trả lại cho người bán thôi. Rồi ok, thì bác nào mà có nhu cầu về việc mà mua linh kiện rồi các thứ, nói chung là ví dụ như bác nào mà hỏng cái gì đấy mà bác kia có cái đồ đấy mà các bác không biết thay hoặc không làm sao đấy, không sợ là người ta bán đồ đểu cho mình ấy. Tại vì thực sự là cái đồ yếu gì cũng linh kiện nó cũng khá là đắt đấy, cho nên là nhiều anh em cẩn thận cũng là đúng thôi. Như hôm trước em mua cái màn hình 1,5 triệu đấy, cũng ham rẻ, mua 1,5 triệu cuối cùng về là mất 1,5 triệu, cũng rất là cay, nhưng mà có làm gì được người ta đâu. Cuối cùng người ta vu cho mình là thằng không biết tháo hàm hỏng màn của nó, thế là thôi mất 1,5 triệu đấy. Cho nên anh em là chú ý nhé, nếu như mà không biết làm hoặc là có nhu cầu thay thế những cái đơn giản kiểu như này, kiểu như thay main rồi thay màn thôi, thì cứ gửi về cho em làm cho. Còn việc mà ví dụ như ép kính rồi fix mấy cái lỗi như kiểu là đột tử thì em không làm được nhé, cái đấy thì em không phải chuyên gia thì em không dám làm. Rồi ok, chúc các bác mua được những cái đồ tốt nhé, chào các bác.